Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin được trình bày về hai vấn đề là tổng phân tích nước tiểu và soi cặn lắng nước tiểu. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về khái niệm của tổng phân tích nước tiểu và mục đích của xét nghiệm này. Tổng phân tích nước tiểu là quá trình kiểm tra sự hiện diện và nồng độ các chất trong nước tiểu. Quá trình này bao gồm quan sát đại thể, có thể hiểu đơn giản là quan sát màu sắc tính chất nước tiểu. Kế đến là xét nghiệm nước tiểu bằng que nhúng, sau đó so sánh màu sắc biến đổi trên que với bạc màu chuẩn. Và cuối cùng là phân tích các thông số có trong nước tiểu. Có 10 thông số bao gồm gluco, bilirubin, ketone, tỷ trọng, flat, pH, protein, urobilinogen, nitrit và cuối cùng là bạch cầu. Vậy xét nghiệm này dùng để làm gì? Nó dùng để phát hiện một số rối loạn nhiễm trùng đường tiểu, bệnh thận, đái tháo đường. Vấn đề kế tiếp là soi cặn lắng nước tiểu. Đây là một xét nghiệm dùng để tìm các thành phần hữu hình trong nước tiểu. Các thành phần hữu hình này bao gồm hồng cầu, bạch cầu, tế bào biểu mô, trụ hình và tinh thể. Các thành phần hữu hình này được tạo thành trong quá trình chuyển hóa hay bệnh lý và được đào thải qua thận ra nước tiểu. Có hai phương pháp, đó là soi tươi và cặn ECDIS. Xét nghiệm này dùng để kiểm tra bệnh và nhiễm trùng tiểu. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta không cần thực hiện cả hai xét nghiệm này vì có những hạn chế nhất định. Ví dụ, trong soi cặn lắng nước tiểu, bệnh nhân cần phải lấy tới khoảng 2 lít nước tiểu. Điều này gây trở ngại cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Vì thế hiện nay người ta thường thay thế bằng xét nghiệm urine diabetic. Chỉ cần một giọt nước tiểu nhỏ lên trên que thử, sau đó đưa vào máy phân tích nước tiểu tự động sẽ cho ra kết quả nhanh và chính xác. Phương pháp này giúp tiết kiệm về thời gian, vật chất cho bệnh nhân và nhân viên y tế. Phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.